Sở hữu ngay một dòng sản phẩm đang rất được yêu thích và bán rất chạy trên VTV Hyundai Home Shopping đến từ thương hiệu của Mỹ, thương hiệu Perfect quý vị nha. Bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect, vừa siêu nhỏ vừa siêu gọn, dễ dàng sử dụng trong nhiều không gian khác nhau. Bên cạnh đó thì đặc biệt phù hợp với những gia đình nhỏ và thường hay di chuyển quý vị nha. Các bạn sinh viên hay là những anh chị em công nhân đang trọ học xa nhà, làm việc xa nhà, hãy nhanh chóng sở hữu ngay dòng sản phẩm đặc biệt này nha quý vị. Chương trình đặc biệt chỉ có 30 phút phát sóng này mà thôi. Bếp điện đôi cao cấp giá chính hãng là 599.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay quý vị có thể quên đi vì VTV Hyundai Home Shopping giảm ngay cho quý vị 100.000 đồng. Thế nên bếp điện đôi cao cấp đến từ thương hiệu Perfect chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Còn có thêm quà tặng nữa là một chảo chống dính và một bộ dao 6 món quý vị nha. Chương trình quà tặng chỉ áp dụng trong mỗi lần phát sóng. Thu Trinh và Như Nguyễn xin mến chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị chắc hẳn là cũng khá là bất ngờ khi đây là một chiếc bếp điện đôi mà Trinh cầm một tay đúng không ạ? Đó, Như Nguyễn thấy không? Nó đúng là gọn, đúng là nhẹ luôn. Rồi bây giờ Trinh đã thử rồi nè. Rồi Như Nguyễn nha, cầm một tay thôi, thử một tay thôi đúng không? Rồi, bây giờ một, để Như Nguyễn tiếp. Đó. Ô quý vị ơi, nó nhẹ thiệt quý vị ạ. Chị em phụ nữ mà chỉ cần một tay như thế này thôi. Mà nó giống cái cassette hồi nhỏ mà mình hay biết đó Tú Trinh. Đồ trà đĩa đây đúng rồi đó. Và nó rất là nhỏ gọn quý vị, siêu nhỏ siêu gọn mà có đến hai bếp đôi như thế này để mà chúng ta có thể là dễ dàng nấu ăn nhanh chóng hay không. Bây giờ mình cùng trải nghiệm nha Tú Trinh. Đúng rồi Như Nguyễn à, và Như Nguyễn có thấy rằng là sản phẩm của mình nha, nó vừa nhỏ vừa gọn như vậy. Và đó chính là lý do tại sao mà chiếc bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect của Mỹ đang rất là được ưa chuộng và bán rất là chạy trên BTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Và như quý vị cùng quan sát thấy đó là sản phẩm của mình nha quý vị. Có thiết kế là màu đen hoặc là màu trắng, là giao hàng ngẫu nhiên. Do đó quý vị hay là dễ dàng phù hợp với nhiều không gian bếp luôn. Và như là Như Nguyễn nói đó, thiết kế của mình rất là đẹp mắt nha. Với cái chiều dài như vậy nè quý vị là khoảng hơn 40cm một chút xíu thôi. Và cái chiều cao lên như thế này là chỉ khoảng hơn 20cm quý vị nha. Tức là về chiều dài nè là khoảng hơn 40, về chiều rộng là hơn 20cm. Nó rất là nhỏ gọn như vậy luôn và cầm rất là gọn nhẹ, mình có thể dễ dàng di chuyển nè đến nhiều không gian khác nhau quý vị nha. Nhưng mà quý vị thấy không, nhỏ nhưng mà có vỏ cực kỳ luôn đó. Vỏ như thế nào thì một lát nữa mình sẽ cùng nấu ăn với lại hai chiếc bếp điện đôi như vậy quý vị nha. Và sử dụng cũng cực kỳ đơn giản đó quý vị, mình chỉ cần đó chính là điều khiển chỉ với một nút vặn mà thôi là mỗi bếp của mình nó sẽ dễ dàng điều chỉnh tăng cái phần nhiệt độ lên nè, để giúp cho mình có thể là tự tin nấu ăn hơn. Và khi Như Nguyễn nấu ăn đó nha, ngoài mùi thơm thức ăn ra thì mình không có nghe bất cứ một cái là âm thanh hay tiếng động nào, nấu ăn cực kỳ êm ái luôn đó Như Nguyễn ơi. Đúng rồi đó quý vị, và chúng ta có thể thấy được ở đây là Như Nguyễn và Tú Trinh đang thử nghiệm với các loại nồi khác nhau. Đúng rồi. Từ inox nè cho tới là cái sản phẩm nồi chảo chống dính chúng ta vẫn có thể nấu được, hay là cả nồi đất và cả nồi thủy tinh vẫn dùng được trên chiếc bếp điện này quý vị nha. Bình thường mình mua bếp điện thì ở nhà chỉ có một bếp lẻ thôi, nấu một món rồi phải chờ cái món kia thì nó mất thời gian. Nhưng mà bây giờ mình có bếp điện đôi mà đến từ thương hiệu Perfect, một thương hiệu uy tín như thế này thì mình hoàn toàn yên tâm rồi. Cho nên bây giờ Như Nguyễn rất là nôn nóng để nấu những cái món ăn từ thương hiệu Perfect, từ chiếc bếp điện đôi này đã Tú Trinh. Đó, chính xác thưa quý vị. Còn bây giờ thì trước khi mà mình nấu ăn á, mình phải điểm vào mức giá cái đã. 499.000 đồng quý vị nha. Và còn có thêm quà tặng ở đây. Quý vị sẽ có ngay là một bộ dao kéo 6 món nè, tiện lợi lắm luôn đó quý vị ơi. Có thêm là dụng cụ mài dao cho mình nữa nha. Rồi còn có thêm một cái chiếc chảo nho nhỏ xinh xinh nữa để cho mình á là có thể là chúng ta thoải mái là chiên xào nấu ăn thực phẩm quý vị nha. Quý vị lưu ý là một lát nữa đây, Trinh và Như Nguyễn sẽ liên tục nấu ăn với dòng sản phẩm này. Và quý vị ngay từ bây giờ nha, hãy đặt hàng liền đấy ạ. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi nè, giao về tận nhà cho quý vị luôn, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước cho quý vị nữa đó. Thưa quý vị, như vậy là giờ đây hãy cùng quan sát một lần nữa với chúng tôi quý vị nha. Bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect, một thương hiệu đến từ Mỹ đó Như Nguyễn à. Có bếp điện đôi nha thì mình nấu ăn được hai món ăn cùng một lúc luôn. Đúng và rồi. Thậm chí là mình có thể làm món nướng lắm, những cái món nướng giấy bạc đó Như Nguyễn, ngay trực tiếp ở trên được một cái bếp điện đôi mà nó vẫn an toàn nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ nấu ăn nhanh chóng hơn mà không có nghe một cái tiếng động gì cả luôn. Ngoài cái tiếng xèo xèo của món ăn nè, rồi mùi thơm của thực phẩm bên cạnh đó thôi, thì Như Nguyễn cứ hình dung đi, những bạn trẻ nào đang đi học xa nhà nha, hay là những bạn mà chúng ta đang ở những căn hộ nhỏ chẳng hạn, thì một chiếc bếp điện đôi này đó nó rất là phù hợp luôn. Nó vừa nhỏ, nó vừa gọn mà nó còn dễ dàng di chuyển đến nhiều không gian khác nhau nữa đó. Như Nguyễn thấy hình ảnh rất là hấp dẫn luôn. Thậm chí là mình nấu bằng những cái chiếc nồi inox, những cái chiếc nồi có kích thước lớn thì chiếc bếp này vẫn có thể cân được hết luôn nha Tú Trinh nha. Có vỏ mà. Đúng rồi, nhỏ nhưng mà có vỏ. Bởi vì chiếc bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect này có công suất là 2000W quý vị ạ. Cứ mỗi mâm nhiệt như vậy là 1000W. Thế nên là tốc độ nấu rất là nhanh và ổn định.
vịn nữa. Thức ăn mình nhanh chín nè thì mình sẽ nhanh có một cái bữa ăn thơm ngon, đặc biệt á là còn có thể là giữ nhiệt tốt và tiết kiệm điện cho chúng ta nữa. Đây là một cái sự lựa chọn mà cho các gia đình nhỏ, cho những bạn sinh viên, công nhân mà trọ xa nhà, Thu Trinh, rất là gọn gàng, tiết kiệm diện tích. Thế nên ngay bây giờ đây hãy nhấc máy lên để gọi về cho chúng tôi và đặt hàng ngay quý vị nha. Vì trong 30 phút ngày hôm nay thì sẽ có mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 499.000 đồng mà thôi. Quý vị đừng chần chừ nữa nha, chần chừ nữa là sẽ bỏ qua cơ hội sở hữu ngay bếp điện đôi cao cấp đến từ thương hiệu Perfect, thương hiệu uy tín của Mỹ quý vị ạ. Có mâm nhiệt bằng gang, công suất là 2000W, tức là ở mỗi mâm nhiệt có công suất là 1000W, giúp cho mình nấu ăn nhanh hơn và ổn định hơn quý vị ạ. Giữ nhiệt tốt và tiết kiệm điện khi chúng ta nấu ăn mỗi ngày. Thiết kế rất nhỏ gọn, không tốn diện tích luôn. Đặc biệt với cả biến nhiệt tự động sẽ ngắt điện khi quá nóng nữa, rất là an toàn quý vị nha. Bảo hành cho mình 12 tháng trên toàn quốc, bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 tỷ đồng, tức là khi chúng ta mua sản phẩm bếp điện đôi Perfect, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật của bếp gây ra thì khách hàng sẽ được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa là 50 triệu đồng cho một vụ việc và giới hạn tối đa tất cả về người và tài sản là 2 tỷ đồng. Quý vị cứ an tâm sử dụng ngay với dòng sản phẩm chất lượng, hài lòng hơn và an tâm hơn. Bếp điện đôi cao cấp Perfect dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ từ thấp đến cao chỉ qua một nút vặn mà thôi quý vị ạ. Lại đa năng nữa, giúp chúng ta có thể nấu nướng chiên xào được nè. Và sau khi sử dụng xong thì vô cùng dễ dàng vệ sinh luôn. Chúng tôi sẽ giao hàng với hai màu sắc ngẫu nhiên, màu trắng hoặc màu đen quý vị nha, để giúp cho các gia đình nhỏ chúng ta chế biến được nhiều món hơn, từ món kho, món hầm, món lẩu hay là cả nấu bánh tét nữa đó. Wow, như vậy là có bếp điện đôi này rồi thì mình sẽ nấu ăn nhanh chóng hơn như Nguyễn ha. Còn quý vị thì sao? Chương trình đặc biệt của chúng ta chỉ có trong 30 phút phát sóng này mà thôi quý vị nha. Sở hữu ngay bếp điện đôi cao cấp với mức giá chính hãng phải là 599.000 đồng quý vị ạ. Nhưng bây giờ thì mua ngay hôm nay giảm ngay cho quý vị 100.000 đồng, chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Nhận thêm một bộ quà tặng chất lượng bao gồm một chảo chống dính, một bộ dao 6 món quý vị nha. Chương trình quà tặng chỉ áp dụng cho mỗi lần phát sóng. Nên quý vị đừng chần chừ nữa nha, sở hữu ngay bây giờ để có ngay bộ quà tặng hấp dẫn. Rồi thưa quý vị, bây giờ mình đang quay trở lại với không gian bếp rất là quen thuộc của VTV Hyundai Home Shopping nè. Và đây là sản phẩm đang bán rất là chạy quý vị nhé. Tại sao lại bán chạy như vậy ạ? Bởi vì nó rất là đa năng và tiện dụng luôn. Đúng như rồi. Nguyễn có nghe được là cảm nhận cái mùi thơm của món ăn hải sản rất là quen thuộc chưa? Có, cho nên là Nguyễn mới nôn nóng từ đầu chương trình tới bây giờ luôn nè Tú Trinh. Bởi vì rất nhanh là món ăn của mình đã sôi rồi đó. Coi chừng nóng nha. Nóng lắm luôn á. Mà quý vị ơi, món nghêu hấp như vậy Trinh đặc biệt chuẩn bị riêng cho Như Nguyễn, bởi vì là con nàng rất là thích ăn những cái món hấp như thế này. Đúng rồi. Và quý vị thấy rằng á nha, là trong một cái chiếc nồi inox như vậy nha quý vị. Và Trinh đang đặt ở ngay trên mâm nhiệt bằng gang với công suất là 1000W của bếp điện đôi Perfect đó quý vị ạ. Và chỉ mới vừa điều chỉnh nhiệt độ với phần cái nút vặn ở phía trước thôi, tức là khi mà hai chị em vừa nói vừa làm việc không có mất nhiều thời gian mà vẫn đã có ngay một cái món ăn sẵn sàng để mà thưởng thức ngay sau khi làm xong chương trình rồi. Đúng nào rồi. Quý vị, mình sẽ có 5 mức nhiệt độ nha, từ 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, đó, 1 và Như Nguyễn à. Rồi khi mà chúng ta tắt luôn có cái chữ off ở đây, tức là mình chỉ cần chúng ta xoay như vậy thôi thì đảm bảo là thực phẩm của mình nha quý vị. Đó, nó rất là nhanh sôi quý vị nha. Và khi mà chúng ta dùng như vậy đó quý vị, nó đảm bảo được cái lượng nhiệt ổn định đó Như Nguyễn à. Cho nên là khi chúng ta nấu ăn đó, nó sẽ tiết kiệm được cái nguồn năng lượng, tức là tiết kiệm điện, thành ra là cái chi phí tiêu thụ nó không quá nhiều mỗi tháng đâu Như Nguyễn ơi. Đúng rồi, mà Như Nguyễn thấy là quý vị có thể an tâm, bởi vì với 5 mức nhiệt độ điều chỉnh như vậy thì chỉ cần sử dụng một thời gian 1-2 ngày thôi, mình có thể bắt đầu quen dần tới cái mức của từng cái mức số như vậy thì mình dễ dàng điều chỉnh hơn. Quý vị yên tâm là nó rất nhanh sôi, cho nên là mình tiết kiệm được cái phần điện năng mà mình sử dụng cho chiếc bếp này, mà còn tiết kiệm được cả cái thời gian của mình nữa. Nấu một lúc là cả hai nồi. Bên cạnh cái nồi của Tú Trinh thì Như Nguyễn còn một cái phần bếp nữa, cho nên mình phải nấu thêm một món gì nữa, đúng không Tú Trinh? Chính xác quý vị. Và bây giờ thì đây chính là quà tặng của chúng ta quý vị nha. Đây, một cái chiếc chảo chống dính quý vị ạ. Với thiết kế xinh xắn như thế này là Như Nguyễn à, và chống dính ở bên trong nữa nha. Đó, cho nên là khi mà chúng ta có thể là mình chiên trứng nè, chúng ta làm món omelet nè, đó rất là dễ thương luôn. Và chính thấy là những chị em phụ nữ nhà mình nó thích những cái sản phẩm quà tặng nó nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy á Nguyễn ơi. Chính xác luôn á, giống như là nói hộ lòng của Như Nguyễn phải. Mà chảo chống dính thì mình rất là dễ dùng đúng không quý vị? Mình chiên trứng cũng được, hay là mình áp chảo thịt bò, hay là mình áp chảo cá hồi cũng được nha Tú Trinh nha. Rồi. Rất là dễ dàng luôn, mà nó nhanh chóng lắm, mà nó lại không có bị dính nữa. Đúng rồi đó quý vị. Và món ăn tiếp theo thì mình sẽ không sử dụng nồi inox hay là chảo chống dính đâu, mà mình sẽ sử dụng một cái loại nồi khác để mình yên tâm ở nhà mình có nồi gì cũng xài được. Đúng với chiếc rồi. Bếp này đó là nồi đất, mình có thể là kho cá kho thịt, nhưng mà ngày hôm nay thì lại tiếp tục là một món hải sản hấp dẫn đó Tú Trinh à. Nó sẽ là một cái món hào phô mai nha Tú Trinh nha. Rất là hấp dẫn đó và quý vị. Và bây giờ thì Như Nguyễn sẽ cho ít hành lá vào nữa là quý vị có thể thấy được cái màu sắc của nó ngay. Đó,
và chúng ta cũng thấy là Tú Trinh có thể đảo lên nè. Một cái bữa ăn bổ dưỡng cho gia đình của mình đó Tú Trinh. Wow, như vậy là quý vị nhìn xem, đây là món hào vừa có trứng vừa có phô mai. Và phô mai là đang tan chảy trong nhiệt độ nóng quý vị nha. Hấp dẫn không ạ quý vị? Các con nhỏ của nhà mình là thích mê luôn. Người lớn của nhà mình cũng như vậy đó quý vị ạ. Và đang nấu trong một chiếc nồi đất quý vị nha. Bếp điện đôi của chúng ta với công suất hoạt động của mỗi mâm nhiệt bằng gang là 1000W như thế này nè. Nên thực phẩm quý vị thấy không, nó đang nóng hổi như thế này đây. Quá là hấp dẫn luôn đó quý vị ạ. Và lại còn giữ nhiệt sau khi mà chúng ta nấu ăn xong nữa, nên là mình sẽ tiết kiệm được thời gian khi nấu nướng quý vị ạ. Bảo hành cho mình là 12 tháng luôn, và còn có thêm là bảo hiểm trách nhiệm tối đa cho mỗi vụ là 50 triệu đồng, và tối đa nữa cho cả người và tài sản là 2 tỷ đồng quý vị nha. Cho nên đó, chúng ta rất là an tâm khi sử dụng Như Nguyễn à. Đúng rồi đó, Như Nguyễn thấy cực kỳ hấp dẫn luôn, tới nỗi mà không muốn rời đi với chiếc nồi này đâu. Phô mai thì đang tan chảy đó Tú Trinh. Nhưng mà Như Nguyễn sẽ giới thiệu thêm một món nữa cho quý vị, khi mà mình thực hiện bằng nồi thủy tinh vẫn được luôn quý vị nha. Đúng chúng ta có thể dễ dàng nấu súp nè, mình có thể hầm nè, hoặc là mình nấu về những cái phần nước dùng, nước lẩu chẳng hạn. Nhưng mà Như Nguyễn cũng có thể nấu luôn cả một cái nồi chè cho gia đình của mình nữa. Nóng nha. Đó Tú Trinh thấy hấp dẫn chưa? Đây là một cái nồi chè đào vải mà các bé gia đình của mình sẽ rất thích. Không cần phải ra ngoài uống trà đào, trà vải hay là uống trà không sữa cần đâu. Rồi. Ngay trong nhà mẹ có thể nấu cho các bé, chị có thể nấu cho các em rồi. Rất là hấp dẫn mà mình có thể thưởng thức ngay phim trường. Mình mời luôn các anh em quay phim kỹ thuật luôn. Hôm nay chúng ta có một cái bữa tiệc vừa có hải sản, vừa có hào, vừa có phi lê cá ngừ nè quý vị. Mà còn nhiều món ăn khác lắm nha. Quý vị hãy theo dõi trong đúng thời gian phát sóng hay là 30 phút mà phải nhanh chóng đặt hàng nha quý vị. Bởi vì với mức giá chỉ là 499.000 đồng mà có một chảo chống dính quà tặng nè, thêm một bộ dao kéo, thêm 6 món đó Như Nguyễn ơi. Đó nên là chúng ta có thể là phải mua sắm ngay bây giờ để không có cơ hội bỏ qua cơ hội quà tặng này của mình quý vị nha. Đúng rồi đó quý vị thay vì là 599 thì ngày hôm nay chỉ có 499.000 đồng mà thôi là sở hữu được cả một cái chiếc bếp điện đôi như thế này đến từ thương hiệu Perfect rồi quý vị nha. Có hai mâm bếp luôn, mình có thể là dễ dàng mình nấu ăn nè. Và quý vị thấy không, 499 là một cái mức chi tiêu nó không quá nhiều so với gia đình của chúng ta để đầu tư một chiếc bếp mà mình có thể nấu ăn nhanh tiện hơn, mà đặc biệt đây còn đến từ thương hiệu Perfect nữa thì sẽ có một cái sự bảo đảm rất là cao, đúng không Tú Trinh? Chính xác thưa quý vị. Và khi mà chúng ta mua sắm sản phẩm này, khi có bất kỳ nào về lỗi kỹ thuật thì quý vị cứ yên tâm là bảo hiểm an toàn lên đến là tối đa cho người và tài sản là 2 tỷ đồng lận quý vị nha. Cho nên là chúng ta cứ an tâm sử dụng ngay từ bây giờ với dòng sản phẩm là bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect, một thương hiệu đến từ Mỹ quý vị ạ. Và đây cũng là sản phẩm đang rất là được yêu thích luôn và cực kỳ bán chạy của VTV Finance Home Shopping. Quý vị đừng chần chừ nữa nha. Quà tặng chỉ áp dụng trong đúng thời gian phát sóng này mà thôi. Và chúng ta sẽ có tự tin hơn là thực hiện những cái bữa tiệc nướng ngay tại nhà của mình và cả những món ăn thật là thơm ngon như vậy quý vị nha. Đúng rồi. Thôi, thời gian của chúng ta đang trôi dần qua nửa chương trình. Chính xác. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay nha quý vị. Đúng rồi đó thưa quý vị ơi, chúng ta phải nhanh tay nắm bắt ngay cơ hội ngày hôm nay thôi để có được bếp điện đôi cao cấp Perfect, một thương hiệu Mỹ uy tín với mâm nhiệt bằng gang, công suất là 2000W. Cứ mỗi một mâm nhiệt như vậy là 1000W giúp cho chúng ta có tốc độ nấu nhanh và ổn định, mình lại giữ được nhiệt tốt và tiết kiệm điện nữa quý vị ạ. Với thiết kế nhỏ gọn như thế này sẽ không tốn diện tích nhà ở của mình đâu. Đặc biệt với cảm biến nhiệt tự động ngắt khi quá nóng nữa thì hoàn toàn an toàn rồi đúng không ạ? Bên cạnh đó thì sản phẩm này còn được bảo hành lên đến 12 tháng và bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 tỷ đồng. Khi mua sản phẩm bếp điện đôi Perfect, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật của bếp gây ra thì khách hàng sẽ được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa 50 triệu đồng cho một vụ việc. Giới hạn tối đa tất cả về người và tài sản là 2 tỷ đồng. Sản phẩm chất lượng, hài lòng hơn, an tâm hơn. Và do đó thì tại sao quý vị lại còn chần chừ nữa khi mà chúng ta không nhanh chóng sở hữu ngay bếp điện đôi đến từ thương hiệu của Mỹ, thương hiệu Perfect quý vị ạ? Một sản phẩm siêu nhỏ, siêu gọn và rất là tiện lợi luôn, phù hợp cho nhiều không gian khác nhau, đặc biệt lý tưởng với những gia đình nhỏ quý vị nha. Và đối với các bạn sinh viên, các anh chị em công nhân đang trọ học và đi làm xa nhà, hãy nhanh chóng sở hữu ngay dòng sản phẩm đa năng và tiết kiệm chi phí này. Chương trình đặc biệt chỉ 30 phút phát sóng mà thôi, thế nên là nhanh tay lên quý vị ơi để có được bếp điện đôi cao cấp thay vì mua với giá chính hãng 599.000 đồng. Ngày hôm nay trong 30 phút phát sóng này sẽ được giảm ngay 100.000, bếp điện đôi cao cấp chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Mà chúng ta còn có thêm quà tặng nữa quý vị, là một chảo chống dính, là một bộ dao 6 món nữa quý vị nha. Chương trình quà tặng chỉ áp dụng trong mỗi lần phát sóng.
Thưa quý vị, và đó chính là lý do mà tại sao sản phẩm là bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect lại được yêu thích đến như vậy ngay từ lần đầu tiên ra mắt ở trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Như Nguyễn nhìn xem những món ăn của nhà mình nè, từ món nướng, từ món chiên, món xào, món kho, món hầm, thậm chí là cả những cái món hấp nấu lẩu luôn nha. Nó luôn luôn nóng hổi, nó luôn luôn thơm phức như vậy mà mình chỉ cần trang bị một dòng sản phẩm siêu nhỏ, siêu gọn, đa năng, nhỏ nhưng mà có vỏ quý vị nha. Bởi vì sao ạ? Bởi vì với hai mâm nhiệt hoạt động cùng một lúc như vậy nè và điều khiển rất là dễ dàng, chỉ với một nút vặn nhiệt độ nhất mà thôi thì mình vẫn hoàn toàn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, trong khi món ăn của nhà mình đó như Nguyễn đó nóng hổi thơm phức như vậy mà sản phẩm bếp của mình nó lại gọn. Nhiều khi đó như Nguyễn ơi, mình đặt ở ngay giữa bàn ăn của nhà mình luôn nha. Đúng, một bên rồi. Mình có nồi lẩu thế này nè, bên còn lại mình có thêm món chiên, món xào nữa, rất là hấp dẫn luôn đó Nguyễn. Đúng rồi đó, nhiều khi quý vị thấy chiếc bếp này nó nhỏ quá nên là chúng ta e ngại, nhưng mà không phải đâu quý vị, nhìn kìa, có đến hai chiếc nồi được để trên chiếc bếp này cùng một lúc nấu ăn luôn và vẫn đang sôi sùng sục thế kia. Một nồi lớn, một nồi nhỏ, một nồi hầm, một nồi lẩu, hết sức là hấp dẫn cho bữa ăn của gia đình đúng không nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm nhiều sự lựa chọn nữa, không chỉ nấu bằng nồi inox đâu mà nhiều loại nồi chúng ta đều có thể sử dụng với chiếc bếp này, từ nồi đất cho tới cả nồi ceramic nè, nồi thủy tinh, hay là chúng ta có thể là trực tiếp mình nướng giấy bạc ở trên đó luôn. Cho nên cơ hội hấp dẫn để sở hữu một chiếc bếp điện đôi Perfect siêu nhỏ, siêu gọn trên VTV Hyundai Home Shopping với mức giá cực kỳ ưu đãi và hấp dẫn, 499.000 đồng mà thôi quý vị nha, và đảm bảo có thêm quà tặng cho mình nữa, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay. Quý vị ơi, hôm nay Trinh với Nguyễn mà có nhiều món ăn lắm nha. Mặc dù là hai chị em đang cố gắng giảm cân đó, nhưng mà lúc nào cứ mỗi lần mà thực hiện chương trình về món ăn như vậy là không thể nào mà cầm lòng được. Là bởi vì sao quý vị? Bởi vì mình đã có những cái sản phẩm hỗ trợ đắc lực giúp cho mình nấu ăn thiệt là ngon rồi. Nguyễn à, ăn món này là không có sợ mập nè, đây là món cá hấp. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Mà quý vị ơi, những cái món hấp như vậy thì nó lại tốt cho chúng ta mà ít dầu mỡ nữa. Đúng và rồi. Mình có thể thực hiện nhanh chóng với chiếc bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect, một thương hiệu từ Mỹ uy tín như thế này nè quý vị. Đó. Chứ không có cần mất thời gian cầu kỳ đâu, không cần phải đặt trên bếp ga rồi chờ đợi quá lâu mà lại tiêu tốn nhiều ga nữa. Trong khi chúng ta chỉ cần để một bên bếp là hấp, một bên á mình có thể làm một món khác nữa là rất nhanh thôi sẽ có những bữa ăn dinh dưỡng. Ô nhìn hấp dẫn quá luôn á Tú Trinh. Mà khói thì đang bốc lên cao ở chiếc nồi hấp đó kia. Đúng rồi, và mình đã còn có thêm là mùi thơm là của gừng nè, đó là của những cái món ăn ở bên trong đó quý vị ạ. Và mọi người thấy không, một cái bếp điện nha, nhưng mình có thể là thực hiện món hấp như thế này luôn. Tức là bây giờ cuối tuần ở Như Nguyễn, ở đây là có món hấp rồi, bên đây là mình có thêm là những cái món lẩu hay những cái món nướng chẳng hạn. Và quý vị nhìn xem nha, Trinh và Nguyễn là có một cái món nướng giấy bạc và nướng trực tiếp ở ngay trên mâm nhiệt bằng gas đang hoạt động như vậy quý vị nha. Và bây giờ thì mình đã có sẵn sàng là thêm một món ăn rồi đó Như Nguyễn ơi. Kiểm tra xem. Như Nguyễn rất là thích ở cái điểm là mình có thể nướng giấy bạc ở ngay trên chiếc bếp này luôn á Tú Trinh. Bởi vì khi đó mình không có cần phải tốn thêm một cái lò nướng nào đó đâu, mà mình có thể là làm những cái món nướng giấy bạc hấp dẫn để mà cho cả gia đình mình cùng thưởng thức. Ví dụ như là làm tôm nè, hay là có những cái đậu hũ mà cuốn giấy bạc theo phong cách Nhật Bản á Tú Trinh, mình cũng có thể ăn được rất là ngon. Hay là cá mà mình nướng giấy bạc cũng được nữa. Đó, và bây giờ đó thì quý vị cũng có thể thấy là giấy bạc cũng rất là nhanh chín thôi. Mặc dù là dày nhiều lớp giấy bạc như thế này nè để giữ cho nhiệt dày luôn đó quý vị. Đúng rồi, nhưng mà quý vị thấy không, ở bên trong đang bốc khói lên như vậy thì thể hiện được chiếc bếp của chúng ta rất là nhanh nóng luôn và giữ nhiệt tốt với cái việc là công suất 2000W. Mỗi một mâm nhiệt như thế này là 1000W thì cực kỳ nhanh, tiết kiệm được thời gian của mình rất nhiều. Đó, quý vị thấy là khi mà mở cái lớp giấy bạc dày đến đâu thì khói bốc lên tới đó quý vị nha. Và Trinh đã gói không phải là một lớp như quý vị thường hay làm đâu, mà Trinh gói đến 4 lớp giấy bạc thông thường luôn. Là bởi vì sao là như vậy ạ? Đây là một cái sự cố tình từ Trinh và cái ekip thực hiện, là bởi đúng vì rồi. Khi mà chúng ta gói giấy bạc dày như thế này, nhưng mà quý vị thấy đó, nó vẫn truyền nhiệt đến tận cái món ăn ở bên trong, và món ăn của chúng ta là vẫn chín đều từ trong ra ngoài như thế này nè. Những cái món nướng nó vẫn không bị khô quý vị nha, mà nó vẫn đảm bảo được cái độ ngon, độ ngọt và giúp cho mình có thể là đa dạng hơn cho bữa ăn của chúng ta hàng ngày đó quý vị ạ. Đúng đó, rồi. Vậy để quý vị nhìn xem những cái món cá nướng nè, những cái món thịt nướng nữa và nhiều những cái món ăn khác mình vẫn hoàn toàn có thể là tự mình thực hiện được ngay tại nhà của mình. Mình đa dạng những cái bữa ăn cho những ngày cuối tuần quý vị nha. Như vậy là mình vừa có món lẩu, vừa có món hấp, vừa có món nướng ở đây. Món ăn nào mình cũng có thể dễ dàng thực hiện được ngay. Chính và xác. Chúng ta là thực hiện cùng với lại là chiếc bếp điện đôi của thương hiệu Perfect đến từ Mỹ với mức giá chỉ là 499.000 đồng mà thôi, chưa kể là có thêm đến nhiều quà tặng đi kèm quý vị ạ. Còn bây giờ thì không biết là ở bên kia Như Nguyễn có thêm những món ăn nào cho nhà mình đây ha. Có một món ăn cực kỳ hấp dẫn mà từ nhỏ đến lớn luôn, từ trẻ đến già đều mê. Một món ăn vặt thôi để mình có thể vừa xem tivi mình vừa thưởng thức, và đặc biệt là làm từ quà tặng luôn quý vị nha. Ở đằng trước thì cái nút vặn của chiếc bếp này rất là dễ điều khiển.
chỉ cần tăng từ theo cái mức lửa từ 1 đến 5 nè, tùy theo cái mức lửa quý vị muốn. Còn bây giờ đây thì với chiếc chảo chống dính quà tặng, Như Nguyễn sẽ làm ngay một cái món ăn hấp dẫn mà các bé đều yêu thích, đó chính là món bắp xào đó Tú Trinh. Bắp xào bơi thế này đúng quý rồi. Vị à. Và đây đúng là hai bếp cùng một lúc nên là chúng ta có thể là tự mình nấu ăn quý vị nha. Trinh với Nguyễn á là vẫn tiếp tục một lần nữa là vừa tăng cái nút nhiệt độ lên cho quý vị luôn bằng một cái nút phản như thế này để cho quý vị cùng quan sát trực tiếp với chúng tôi nha quý vị. Chảo chống dính quà tặng của chúng ta vẫn đang nóng dần lên như vậy đây, để cho món ăn của nhà mình á nó sẽ thực hiện nhanh hơn và nó còn nhanh sôi hơn đó quý vị ạ. Đúng rồi, mà Tú Trinh thấy không, rất nhanh thôi là bơ đã chảy ra rồi đó quý vị. Để mà chúng ta có thể là nhanh chóng mình làm một cái món ăn hấp dẫn cho trẻ nhỏ mà không cần là phải ăn ở ngoài nè, nhất là những cái xe hàng rong bên ngoài, mặc dù nó hấp dẫn thì nó rất thơm nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại không có yên tâm cho chúng ta. Đó, làm tại nhà thôi là các bé đã có thể là quấn quýt ở nhà cùng xem tivi với ông bà và cùng thưởng thức rồi, và bây giờ chỉ cần cho bắp xào vào thôi. Không biết là Tú Trinh với lại các anh em ở trong trường quay của mình thì đã cảm nhận được cái mùi thơm của bơ nó dậy lên chưa ha. Đó, đầy đủ luôn đó quý vị ạ. Bây giờ là chúng ta sẽ có những cái món ăn như thế này và chúng tôi vẫn đang thực hiện trực tiếp ngay tại phim trường của VTV Vinhome Home Shopping để quý vị cùng theo dõi nha. Ở bên đây là mình có món bắp xào bơ, thì ở bên kia đó quý vị, đó thì mình cũng sẽ có thêm đó chính là những cái món kho, những cái món hầm như thế này, hoặc là chúng ta có thể nấu được canh chua quý vị nha. Với lại một chiếc nồi có chất liệu đó chính là bằng ceramic nha quý vị. Đó, mình có thể là thoải mái làm những cái món kho, món hầm, món lẩu như vậy luôn đó quý vị ơi. Và mình sẽ rất nhanh thôi, mình sẽ có những cái món ăn thơm ngon cho cả gia đình nè. Vào cái dịp cuối tuần á, mình chỉ lo ngại là mình muốn đãi cho gia đình của mình thật là nhiều món ngon, nhưng mà thời gian không có thì quý vị có thể yên tâm rồi. Từ bây giờ với chiếc bếp của chúng ta, bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect, mình sẽ vừa nấu được một bên lẩu nè, một bên là món ăn vặt nè, thậm chí là mình còn có thể nấu được chè nữa hay là những cái món thơm ngon khác nữa đó Tú Trinh à. Và rất nhanh thì chúng ta sẽ có một cái nồi lẩu Thái cho gia đình của mình dịp cuối tuần, hay là những khi mà mình có bạn bè cùng đến chơi nhà đó Tú Trinh à, thì cái món lẩu này là một cái món cực kỳ hấp dẫn đây. Đó quý vị à, và khi bây giờ chúng ta có thể là cho nghe một cái món lẩu như thế này ở ngay giữa bàn ăn của nhà mình. Ví dụ như là mình có món lẩu Thái hay nồi canh chua như vậy nha. Còn ở bên đây bây giờ là quý vị thấy không, đúng như là Trinh và Nguyên Nguyễn nói đó, thì khi mà chúng tôi đang nấu ăn á, thì cả hai món ăn cũng đang bắt đầu sôi dần lên rồi. Mùi thơm của bắp xào đã bắt đầu dậy lên cùng với bơ và mùi canh chua nè, rồi thêm là những cái món hấp như thế này nữa. Đúng rồi. Đó, những cái gợi ý về những cái món ăn đa dạng cho những cái bữa tiệc cuối tuần hay là những bữa cơm hàng ngày của quý vị nha. Những bạn trẻ nào đang là những bạn sinh viên đang đi học xa nhà ở những các căn khu nhà trọ nè, hay là những căn hộ nhỏ nhỏ đó quý vị, thì chúng ta hãy là sử dụng ngay dòng sản phẩm này quý vị nha. Bởi vì nó phù hợp cho nhiều không gian khác nhau mà lại còn dễ dàng sử dụng ở đó quý vị ạ. Và chúng ta còn có thể là yên tâm về cái độ an toàn của nó nữa, do là sản phẩm chất lượng từ một thương hiệu uy tín nhưng mà được bảo hiểm lên đến 2 tỷ đồng quý vị nha. Như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Và ở đây nhãn hàng cam kết là sẽ bảo hiểm cho 50 triệu đồng mỗi vụ việc xảy ra như vậy, và những cái tổn thất liên quan đến người và tài sản thì lên đến là 2 tỷ đồng quý vị nha. Mình có thể hoàn toàn yên tâm với cam kết từ nhãn hàng rồi đó quý vị ạ. Và do đó thì tại sao mà quý vị chúng ta lại phải chần chừ đúng không nè. Với số tiền mà chúng ta đầu tư là chỉ 499.000 đồng, tức là quý vị không mất tới 500.000 đồng, không mất chi phí giao hàng vận chuyển gì cả, mà có thêm cả một bộ quà tặng là một bộ cờ kéo nè, thớt nè, có thêm dụng cụ là giờ mài dao nữa, lên đến là 6 món cho quý vị luôn nha. Rồi mình sẽ có là một cái chảo chống dính nữa để cho thoải mái chiên xào luôn. Và đây là tất cả những gì mình phải đầu tư một lần mà thôi quý vị nha, 499.000 đồng thay vì giá trước đây phải là 599.000 đồng quý vị ạ. Đó là quý vị ơi, nhanh chóng lên đi nào, thời gian của chúng ta chỉ có 30 phút mà thôi nha quý vị, nên chúng ta hãy đặt hàng ngay để chúng tôi có cơ hội được giao về tận nhà cho mình, và tất nhiên miễn phí giao hàng trên toàn quốc luôn. Quý vị ơi, ngày hôm nay chúng ta chỉ có 30 phút phát sóng chương trình mà thôi, để có được những cái ưu đãi hấp dẫn này từ VTV Hyundai Home Shopping và thương hiệu Perfect, để mà quý vị có thể sở hữu một chiếc bếp điện đôi như thế này quý vị ạ. Với công suất là 2.000 W cho giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều những cái điện năng nè, và tiết kiệm được cả thời gian nữa, bởi vì dùng chiếc bếp này thì có tốc độ nấu nhanh và ổn định quý vị nha. Mình còn giữ được nhiệt tốt, cho nên là cho dù mình làm món xào, món nướng, món hấp, món lẩu, món hầm, hay là cả những cái món mà mình có thể là thực hiện trực tiếp luôn, ví dụ như là nướng giấy bạc như thế này, thì cũng vô cùng nhanh chóng và hấp dẫn luôn đó Tú Trinh. Và Trinh thấy rằng là nhà mình đó là ai cũng có bếp ga, có Như Nguyễn. Đúng rồi. Mà đôi khi là mình đang nấu ăn cái tự nhiên cái hết ga đột xuất, đúng. Tức là không lẽ mình phải dừng lại tất cả mọi món ăn. Trong khi bây giờ nha, mình có sẵn bếp điện, mình lấy ngay bếp điện luôn. Và bếp điện đôi như quý vị, tức là mình sẽ có hai mặt bếp như thế này, một bên nấu nồi lẩu, bên kia có thể món hấp nè, hay là những món cá kho, thịt
kho, rồi chúng ta có thể làm món chiên, món xào, thậm chí là cả món nướng quý vị ạ. Và với mỗi mâm nhiệt của chúng ta hoạt động ổn định, giữ nhiệt ổn định và chỉ với một cái lúc tặng nhiệt độ duy nhất mà thôi. Cho nên đó quý vị, nấu ăn nhanh, gọn, an toàn, thiết kế các sản phẩm này siêu nhẹ và siêu gọn nữa, nó phù hợp cho rất nhiều không gian khác nhau luôn, đặc biệt là những căn hộ nhỏ quý vị nha. Nhanh chóng đặt hàng ngay quý vị ạ, để có thêm một bộ quà tặng bao gồm một bộ dao 6 món nè, thêm một chiếc chảo chống dính nữa. Quà tặng với số lượng rất có hạn nha, nên hãy đặt hàng ngay bây giờ để chúng tôi giao hàng về tận nơi cho tất cả quý vị, không mất thời gian đi lại, không mất thêm chi phí vận chuyển, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Nhanh tay lên nào quý vị ơi, chúng ta chỉ có 30 phút phát sóng chương trình ngày hôm nay thôi để có bếp điện đôi cao cấp Perfect, thương hiệu Mỹ uy tín, mâm nhiệt bằng gang với công suất là 2000W, 1000W cho mỗi mâm nhiệt, như vậy thì giúp chúng ta có tốc độ nấu nhanh và ổn định, tiết kiệm được thời gian của mình, giữ nhiệt tốt, tiết kiệm điện, vậy là còn tiết kiệm chi phí cho gia đình nữa. Với thiết kế nhỏ gọn, không tốn diện tích, đặc biệt là với cảm biến nhiệt tự động ngắt khi quá nóng, hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm còn được bảo hành lên đến 12 tháng. Bên cạnh đó sẽ có bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 tỷ đồng quý vị nha. Khi mua sản phẩm bếp điện đôi Perfect, nếu có tổn thất do lỗi kỹ thuật của bếp gây ra thì khách hàng sẽ được bảo hiểm với số tiền bồi thường tối đa 50 triệu đồng cho mỗi vụ việc, giới hạn tối đa tất cả về người và tài sản là 2 tỷ đồng. Sản phẩm chất lượng, hài lòng hơn, an tâm hơn. 499.000 đồng, chỉ có 499.000 đồng trong chương trình đặc biệt 30 phút phát sóng này mà thôi sẽ có được bếp điện đôi cao cấp. Mình quên đi, giá chính hãng là 599.000 đồng. Ngày hôm nay VTV Hyundai Home Shopping giảm ngay 100.000 đồng cho quý vị. Bếp điện đôi cao cấp chỉ còn 499.000 đồng mà còn có thêm quà tặng một chảo chống dính, bộ dao 6 món nữa quý vị ạ. Chương trình quà tặng chỉ áp dụng trong mỗi lần phát sóng mà thôi. Thưa quý vị, đúng là có những cái sản phẩm đắc lực ở trong không gian bếp của nhà mình đó thì mình nấu ăn sẽ tự tin hơn hẳn, phải đúng rồi mà. Mình tiết kiệm chi phí khi nấu ăn nè, mình tiết kiệm thời gian khi nấu ăn nữa, mà lúc nào cũng sẽ có nhiều món ăn thơm ngon như thế này đây. Sở hữu ngay bếp điện đôi đến từ thương hiệu của Mỹ là thương hiệu Perfect, với hai mâm nhiệt hoạt động ổn định cùng một lúc, giúp cho mình giải phóng bản thân của mình nè quý vị ạ. Tự tin khi nấu ăn, tiết kiệm thời gian, và thời gian còn lại mình có thể làm được nhiều việc khác hơn quý vị nha. Đừng quên sẽ có ngay mức giá hấp dẫn và còn có thêm chế độ bảo hiểm an toàn lên đến là 2 tỷ đồng cho người và tài sản quý vị nha. Còn quý vị ạ, mức giá ngay bây giờ sẽ khiến mình rất là bất ngờ luôn đó. Chỉ có 499.000 đồng mà thôi, quý vị có thể sở hữu được chiếc bếp điện đôi đến từ thương hiệu Perfect rồi. Siêu nhỏ, siêu gọn và mức giá lại siêu tiết kiệm như thế này nữa quý vị ạ. 499.000 đồng, một mức giá được ưu đãi chỉ trong 30 phút phát sóng này mà thôi quý vị nha. Thế nên là nhanh tay lên nắm bắt cơ hội này đi quý vị ạ, để sở hữu được về cho không gian của gia đình mình một chiếc bếp thật là tiện lợi như thế này. Công suất thì 2000W, giúp cho mình nấu ăn thật là nhanh. Mà như Tú Trinh nói là Tú Trinh được giải phóng cơ thể, Tú Trinh còn thích nấu ăn hơn nữa quý vị ạ. Đúng như vậy rồi. Thì những bữa ăn vừa nhanh vừa ngon vừa đầy đủ chất dinh dưỡng thì hãy nhanh tay lên đặt hàng ngay để hỗ trợ cho những người yêu thích công việc bếp núc nội trợ của mình có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống, có thêm thời gian để yêu thương các thành viên trong gia đình nữa, đúng không nào? Đúng rồi, và chúng ta có thêm thời gian cho bản thân của mình quý vị nha. Và nhất là khi mà chúng ta vào bếp bây giờ, nó là niềm vui đó quý vị ạ. Và mình có thể là thoải mái sáng tạo được thật là nhiều món ăn ngon quý vị nha. Sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 tháng, bảo hiểm an toàn lên đến tối đa là 2 tỷ đồng cho người và tài sản cho một vụ quý vị nha. Hãy nhanh chóng lên quý vị ạ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có được nhiều bữa ăn thơm ngon và hấp dẫn như là Trinh và Nguyễn thực hiện ở đây quý vị nha. Còn bây giờ thì xin được nói là chào tạm biệt và đừng quên là hãy tiếp tục theo dõi VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.